Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý, ngày này là ngày Mậu Thân tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỷ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bạo quang, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày mậu thân, tức can sinh chi, có nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỵ tuổi, nhâm dần, giáp dần, ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi canh dần, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên xá, đại cát, tốt cho việc tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, kiên kỵ động thổ. Sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ma nền, trồng cây, sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp thân Tý thìn cho nên với bạn tuổi Tý có một ngày làm việc rất chi là trí tệ minh mẫn và sáng suốt bạn mệnh tuổi Tý có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong những cái tình huống khó khăn nhất và đó là lý do khiến cho mọi người rất tin tưởng ở bạn tuổi Tý nữa Công việc của bạn tử tí trong ngày Chủ nhật này tiến triển rất thuận lợi, còn khiến cho bạn mệnh nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và công nhận của cấp trên. Và với bạn tử tí đang có được một tiền đồ rất rộng mở, bạn hãy tiếp tục giữ vững tinh thần, cố gắng chứ không nên chỉ hứng thú nhất thời làm việc bạn tử tí nhé. Và trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tử tí, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cho nên với bạn mệnh tuổi tí đang có được một gia đình rất hòa thuận bạn mệnh tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà bạn mệnh tuổi tí quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chẳng có chuyện gì khó với bạn cả và bạn tuổi tí trong ngày này cầu tài khai trương xuất hành đều tốt đi xa thì gặp được quý nhân công việc được thuận lợi và bạn đừng quên nếu như xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Hai cái hướng này mang lại nhiều sự may mắn cho công việc của bạn cũng như là có được lộc về tay nữa bạn tuổi tí nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim làm việc sáng suốt tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đồng nghiệp tin cậy tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tiền đồ rộng mở tử vi tuổi canh tý thuộc thổ gia đình hòa thuận tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng đồng lòng về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao, quân số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi xỉu. Từ vi tuổi xỉu, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tự xỉu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên với bạn tự xỉu rất cố lộc làm ăn trong ngày hôm nay ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán đầu tư thì có thể tìm được những cái mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy mang lại nhiều triển vọng cho tương lai của mình nữa nhé và bản mệnh tuổi sửu là người cần cù chăm chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tuy nhiên bạn lại thiếu đi trí tín thủ không muốn tranh giành với người khác cái điều này khiến cho sự nghiệp của bạn tuổi sửu khó có được những bước tiến nhảy vọt nữa trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên đối với những người đang còn độc thân thì dễ tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới và với bạn tuổi xỉu bạn cần phải cởi mở hơn nữa để mọi người nhận ra sự hấp dẫn của bạn nếu may mắn với bạn tuổi xỉu có thể tìm được người ưng ý trong chính ngày hôm nay nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim có lộc làm ăn, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, đối tác đáng tin cậy, tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa, cần cù, chăm chỉ, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, thiếu chí tín thủ, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, nhân duyên tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tử sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn, số 6, số 7, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi tỵ Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dần trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bạn tuổi dần đang có cái điểm báo sẽ phải làm việc vô cùng là vất vả trong ngày hôm nay nhưng gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai nữa và bạn tuổi dần, nếu như bạn cứ giữ được tinh thần lạc quan, bạn sẽ khiến ngày hôm nay trôi qua dễ dàng hơn nữa nhé. Đặc biệt, trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, khi tham gia giao thông, bạn mệnh cần phải tập trung, không nên suy nghĩ mông lung, gây sao nhãng, tạo nguy hiểm cho chính bản thân mình. Và với bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải chú ý tuân thủ luật giao thông, không được vượt đèn đỏ hoặc là đi sai làn đường, rất có thể sẽ vướng vào pháp luật nữa đó bạn tuổi dần nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần cần phải mở rộng cái mối quan hệ của mình hơn, không nên sống khép kín, chỉ biết đến bản thân mình, có như vậy, khi gặp khó khăn thì bạn mới dễ dàng tìm được người sẵn sàng giúp đỡ cho mình nữa. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, không được ai giúp đỡ. Tử vi tuổi mạo dần, thuộc thổ, chú ý an toàn giao thông. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, mở rộng quan hệ. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, không nên sống kín. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi do đồng nghiệp hoặc là cấp dưới gây ra và với bạn tuổi mão, bạn mệnh không thể ngăn cản được cái việc này thì tốt nhất là hãy giữ vị trí là người ngoài cuộc chứ đừng để lung lạc ý chí của mình bạn tuổi mão nhé. Bạn tuổi mão á, bạn là người nhiệt tình và thẳng thắn. Tuy nhiên đôi khi bạn lại quá tin tưởng vào những cái suy nghĩ của bản thân mình và trước khi đưa ra bất kỳ quyết định trọng đại nào thì với bạn tuổi Mão cần phải phân tích rõ ràng tình huống trước mắt đồng thời tham khảo ý kiến của những người đi trước nữa tránh làm hỏng việc bạn tuổi Mão nhé trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão ạ cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cho nên, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và người nhà không được hòa hợp cho lắm. Có lẽ, đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ. Như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách nhau nữa nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy dễ vướng tranh chấp tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dự vững ý chí tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ quyết định nóng vội tử vi tuổi tân mão thuộc mộc lắng nghe người khác tử vi tuổi quý mão thuộc kim vợ chồng xa cách vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn Tử Thìn á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn Tử Thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, thân tí Thìn nâng đỡ cho công việc của bạn Tử Thìn, cho nên công việc của bạn tiến trị tương đối là thuận lợi vào ngày hôm nay. Và với bạn Tử Thìn, bạn mệnh chú ý vào nhiệm vụ được phân công thì chắc chắn kết quả mà bạn đạt được sẽ rất khả quan luôn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tử thìn đôi khi bạn lại quá lạnh lùng không muốn chia sẻ quan điểm suy nghĩ của mình với bất cứ ai và với bạn tử thìn bạn phải cần mở lòng mình hơn trao đổi ý kiến cũng là cách để cho bạn nhận ra cái sự thiếu suốt của bản thân mình mà hoàn thiện bản thân mình nữa bạn tử thìn nhé và xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tử thìn ngày này rất thích hợp để cho bạn bắt đầu công việc. Vì vậy, nếu như bạn đã lên kế hoạch làm việc từ trước thì bạn mệnh, chớ nên trần trừ do dự mà hãy thực hiện ngay trong ngày hôm nay. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ như ý với bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, xuất hành thì có được quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài có lại, có tài, có lọc về tay nữa. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý khi xuất hành thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Hai hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc của bạn cũng như là có được tài lộc về tay nữa bạn tuổi thìn nhé tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa công việc thuận lợi tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ chú ý làm việc tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc tính cách lạnh lùng tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim trao đổi ý kiến tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy thực hiện kế hoạch về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, quân số may mắn, số 1, số 2, giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này nhờ có nhị hợp phù trợ mà với bà tuổi tỵ rất chi là thông minh nhanh trí trong ngày hôm nay tư tưởng của bạn cởi mở phóng khoáng giúp cho bạn tuổi tỵ nhanh chóng tiếp thu được những cái ý kiến đóng góp của mọi người khiến cho mọi việc với bà tuổi tỵ trong ngày hôm nay tín triển càng thêm phần thuận lợi và bạn tuổi tỵ, bạn mệnh có thể rất hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, bạn hãy xác định tinh thần chưa chắc chắn sự giúp đỡ của bạn đã được người ta ghi nhận. Vì vậy, nếu như bạn tuổi tỵ muốn giúp đỡ ai đó thì hãy giữ tấm lòng vô tư, đừng có xô đo, tính toán thiệt hơn nữa nhé. Trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy mối quan hệ gia đình của bạn mệnh tuổi tỵ lại không được mấy êm đẹp. Vợ chồng của bạn có thể có những cái quan điểm bất đồng với nhau và với bạn tuổi tỵ Bạn cần phải bình tĩnh để thảo luận, đưa ra những cái ý kiến thống nhất, chứ không nên bủa mặc mọi chuyện theo chiều nào thì theo nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, thông minh, nhanh trí, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, tư tưởng cởi mở, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, nhiệt tình với mọi người, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, suy nghĩ vô tư, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, vợ chồng mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ, tuổi mùi. Tử vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp ngày có hỏa khắc với kim cho nên với bà tuổi ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn có lẽ với bà tuổi ngọ đã quá tập trung vào công việc của mình nên dồn hết trách nhiệm cho nửa kia và với bà tuổi ngọ bạn nên biết rằng chăm lo cho gia đình vốn là trách nhiệm của cả hai người nữa nhé trong ngày này, đối với những người còn trẻ thì có thể nảy sinh mâu thuận với cha mẹ và trước khi đưa ra bất kỳ lời phản bác nào thì với bạn tuổi ngọ hãy lắng nghe ý kiến của cha mẹ cái đã cái nhìn của bạn chưa chắc đã hoàn toàn là chính xác và toàn diện như những người đi trước đâu đó bạn tuổi ngọ nhé thương quan xuất hiện cái điều này cho thấy trong vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ bạn mệnh dù là người thông minh tài trí tuy nhiên bạn lại quá hiếu thắng không muốn hòa nhập và thỏa hiệp với người khác và khi giao tiếp với cấp trên thì bạn tử ngọ cần phải chú ý giữ thái độ khiêm tốn không nên cố tình gây thăng thẳng để làm cho căng thẳng lên cao nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim quan tâm đến nửa kia tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mau thuận với cha mẹ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thông minh có tài tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ quá mức hiếu thắng, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, thái độ khiêm tốn. về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu vàng cam, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi á chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có chính tài phù trợ cho nên với bạn tuổi mùi đang có được một ngày làm việc rất chi là may mắn bạn kinh doanh buôn bán thì phát tài, buôn may bán đắt và bạn tuổi mùi, bạn nhận được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng. Chính nhờ thế mà bạn làm việc gì cũng vô cùng là thuận lợi với bạn tuổi mùi, có thể thu được một khoản tiền kha khá trong ngày hôm nay nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mùi, bạn mệnh đặt ra cho mình những cái mục tiêu tham vọng hơn, chứ không nên dậm chân tại chỗ bằng lòng với hiện tại. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển hơn nữa, tạo dựng được một sự nghiệp đáng nể trọng trong tương lai nữa bạn tuổi mùi nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn, đang rất chi là tốt đẹp, bạn mệnh và người bạn đời của mình luôn thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là do từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện ở nhà nữa đó bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, buôn may, bán đắt, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy khách hàng tin tưởng tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa nên tham vọng hơn tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không nên bằng lòng với hiện tại tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc bạn đời thấu hiểu vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 3, số 9, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phụ trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020, xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân Chua chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cái điều này cho thấy với bà tuổi thân cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với rất nhiều chuyện khó giải quyết trong ngày hôm nay khi có mâu thuẫn bất đồng xảy ra với bà tuổi thân cần phải giữ hết sức bình tĩnh không nên kích động dễ dàng nhé bạn mệnh tuổi thân trong ngày này cũng cần tránh sự va chạm với cấp trên bởi lời nói của bạn hay là hành động của bạn cũng đủ để cho những người có quyền cao chức trọng ghi nhớ và với bạn tuổi thân đừng để cho sự nóng nảy nhất thời của mình gây ảnh hưởng tới tiền đồ, tương lai, sự nghiệp của mình về sau này nữa nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm. Bạn mệnh tuổi thân chưa thực sự thấu hiểu cho nửa kia của mình và bạn đừng có vội áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác và nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Bạn hãy dành thời gian để lắng nghe người ấy. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều quý báu lắm nữa đó bạn tuổi thân nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy công việc trục trặc tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tránh xa mâu thuẫn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ không nên nóng nảy tử vi tuổi canh thân thuộc mộc hết sức bình tĩnh tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim lắng nghe nửa kia về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao. Con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Tử vi tuổi dậu, Chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi dậu đang có được báo hiệu tiến trị rất chi là thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của ngũ hành nhị hợp giúp cho bạn và bạn mệnh tuổi dậu hoàn thành tốt những cái công việc được cấp trên giao phó sự tin tưởng khiến cho bạn không ngại ngần khi đối diện với những cái thử thách khó khăn trong công việc trong cuộc sống nhắc với bạn tự dậu trong ngày chủ nhật này cũng đang có được những cái cơ hội để gặp gỡ quý nhân trong ngày bạn có thể học được những điều rất giá trị từ người ấy và điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công việc của bạn tự dậu về sau này nữa và nếu như bạn tự dậu có gặp trục trặc trong cái vấn đề gì thì bạn cũng đừng có ngần ngại lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong ngày nhé trong ngày này, đối với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt để công việc của mình thêm phần thuận lợi như là hướng Đông Nam, Hỷ Thần, hướng Chính Bắc thuộc Tài Thần. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn có được sự may mắn trong công việc cũng như là có được cái nguồn tài lộc về cho mình nữa bạn tuổi Dậu nhé tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy hoàn thành tốt công việc tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa tự tin thách thức tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ gặp được quý nhân tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc được mọi người giúp đỡ tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim sự nghiệp phát triển về đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao. Con số may mắn, số 2, số 8, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu tuổi thân, tuổi tốt. Tử vi tuổi tuất chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất á chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho nên với bạn Tử tuất đang có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay và trong ngày này nếu như bạn làm trong những cái lĩnh vực đầu tư về tài chính kinh doanh buôn bán thì đừng có bỏ lỡ những cái cơ hội quý báu đến với mình. Bạn sẽ nhanh chóng nhận được cái khoản lợi nhuận khổng lồ khả quan với mình trong ngày nữa nhé. Và bạn mệnh tuổi Tuất cũng có thể phát tài trong ngày hôm nay nhờ vào cái sự may mắn của mình. Tuy nhiên, thần tài không thể chiếu cố được tất cả mọi người, cho nên với bạn tuổi Tuất không nên giữ thái độ há miệng chờ sung, muốn làm giàu bền vững thì hãy dựa vào sức lao động chân chính của bản thân mình bạn tuổi tuất nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất á, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt với bạn tuổi tuất đang rất vượng vận về đào hoa. Nếu như có đối tượng nào tiếp cận với bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người rất tốt thì hãy cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu nhau và bạn tự tuất bạn nên cởi mở và chủ động hơn rồi một cái kết hạnh phúc sẽ đến với bạn mà thôi bạn tuổi tuất nhé ngày này đối với bạn tuổi tuất bạn đang có được tin mừng báo tốt lành trong ngày niềm vui đến gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi không cần phải lo lắng quá nhiều trong ngày nếu như bạn xuất hành đi xa thì cũng rất tốt và bạn nên chọn những cái hướng tốt như là thị thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc hai cái hướng này sẽ làm cho bạn công việc được thuận lợi hơn và có được tài lộc về tay mình nữa nhé về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa cơ hội phát tài tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ đầu tư có lãi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc lao động chân chính tử vi tuổi canh tuất thuộc kim vượng vận về đào hoa tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy chủ động cởi mở về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi phải gặp nhiều chuyện thị phi phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện đem lại cho bạn tuổi Hợi nhiều thị phi và bạn chớ nóng vội, cần phải bình tĩnh mà tìm hiểu góc rễ vấn đề để giải quyết nữa bạn tuổi Hợi nhé. Tình thế dễ bị kích động khiến cho bạn tuổi hợi hay đưa ra những quyết định sai lầm trong ngày và trước khi làm một việc gì đó với bạn tuổi hợi nếu như còn chưa chắc chắn thì hãy thảo luận vấn đề với những người đáng tin cậy xem sao có thể bạn sẽ có được một hướng giải quyết rất đúng đắn nửa đoạn trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp, nửa kia chính là chỗ dựa rất vững vàng cho bạn tuổi hợi. Và nếu có điều gì khiến cho bạn khó xử thì bạn hãy trò chuyện với người ấy. Bạn biết rằng nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên rất chi là hữu ích nữa rồi bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa vướng phải thị phi, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiểu nhân quấy phá, tử vi tuổi kỵ hỏi thuộc mộc, dễ quyết định sai, tử vi tuổi tân hỏi thuộc kim, tin tưởng nửa kia, tử vi tuổi quý hỏi thuộc thủy, tìm được người tâm sự. Về đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hãy đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.